Tại trường Đại học Nam Cần Thơ, vào sáng nay, cụm thi đua số 1 gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị với sự phát triển giáo dục và đào tạo của cụm thi đua số 1 nói chung, của thành phố Cần Thơ nói riêng, tạo được mối quan hệ giao lưu, trao đổi, chia sẻ, gắn kết giữa các thành phố. Năm học 2023-2024, cụm thi đua số 1 đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập các cơ sở giáo dục cụ thể quá phong trào thi đua thành những tiêu chí thi đua phù hợp với thực tiễn đơn vị. Chú trọng đầu tư, quy động các nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo, tỷ lệ phòng học kiên cố hơn 90%, cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước hơn 10%. Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, dạy học. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa, học đường, xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc. Nhiều học sinh của cụm thi đua đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, góp phần tạo sự chuyển biến về giáo dục trên địa bàn năm thành phố. Dịp này, cụm thi đua số 1 thống nhất Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội là đơn vị dẫn đầu khối, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua. Bốn sở giáo dục và đào tạo của bốn thành phố còn lại đề nghị Bộ Giáo dục tặng bằng khen.